Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia của nước này, NADA, đã phóng vệ tinh trinh sát quân sự Maligyong-1 gắn trên tên lửa đẩy kiểu mới Cholima-1 tại bãi phóng vệ tinh Sohae ở quận Chonsan thuộc tỉnh Bắc Pyongyang lúc 6 giờ 27 phút sáng 31 tháng 5 theo kế hoạch đã định. Tên lửa đẩy này đã rơi xuống vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên sau khi bị mất động lực do sự cố khởi động bất thường của động cơ hai tầng trong lúc đang bay một cách bình thường. Người phát ngôn của Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên cho rằng nguyên nhân thất bại là vì độ ổn định thấp của hệ thống động cơ kiểu mới được áp dụng cho tên lửa đẩy Cholima-1 và đặc tính không ổn định của nhiên liệu sử dụng cho tên lửa. Quan chức này cho biết các nhà khoa học, chuyên gia và kỹ sư đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới vấn đề này. NADA cũng khẳng định sẽ điều tra kỹ lưỡng những hạn chế lớn bộc lộ trong vụ phóng lần này, thực hiện các biện pháp khoa học và công nghệ khẩn cấp nhằm khắc phục và tiến hành vụ phóng thứ hai sớm nhất có thể. Hàn Quốc và Nhật Bản đều đã xác nhận vụ phóng thất bại và cho biết tên lửa đã rơi xuống vùng biển phía tây ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Hôm nay vào lúc khoảng 6 giờ 28 phút, Triều Tiên đã phóng một tên lửa có thể là đạn đạo theo hướng nam từ khu vực Tongchangri trên bờ biển phía tây. Tuy nhiên đến khoảng 6 giờ 35 phút, tên lửa biến mất trong khi đang bay. Quân đội Hàn Quốc cho biết phương tiện phóng của Triều Tiên biến mất khỏi radar trước khi đến điểm rơi dự kiến và nhiều khả năng đã phát nổ trong không trung. Vụ phóng tên lửa đã khiến Hàn Quốc và Nhật Bản phát đi cảnh báo khẩn cấp. Tại Nhật Bản vào lúc 6 giờ 39 phút, khi cho rằng Triều Tiên đã phóng tên lửa về phía Okinawa, Nhật Bản đã yêu cầu người dân lánh nạn xuống hầm trú ẩn. Chính phủ và chính quyền Okinawa đã họp khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ cũng đã được huy động tại tỉnh Okinawa. Sau đó vào lúc 7 giờ 4 phút, Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa nhưng không bay qua khu vực của Nhật Bản và tuyên bố bãi bỏ kêu gọi lánh nạn đối với người dân. Tại Hàn Quốc, cảnh báo cũng được phát đi tại đảo Pyongyang và Seoul, nhưng sau đó cảnh báo đã được dỡ bỏ sau khi xác nhận không có ảnh hưởng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Mỹ hiện đang phân tích thông số kỹ thuật chi tiết, cũng như chủng loại và quãng đường bay của tên lửa nói trên. Một ngày trước vụ phóng này, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nói rằng Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên vào tháng 6 để chống lại các hành động quân sự của Mỹ. Triều Tiên cũng đã thông báo cho chính phủ Nhật Bản về kế hoạch phóng một vệ tinh vào vũ trụ trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 tới. Đây là nỗ lực phóng vệ tinh thứ 6 của Triều Tiên và là lần đầu tiên kể từ năm 2016. Đây cũng là lần phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, bất kỳ vụ phóng vệ tinh nào của Triều Tiên cũng đều sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa.